Ngày 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy BC08B, Công an TP.HCM bàn giao 5 đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra hành vi bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng đang tuần tra phòng chống khai thác cát trên tuyến sông Đồng Nai, địa bàn giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Khi tới khu vực công trường thi công cầu Nhân Trạch, ấp Tân Tường, xã Long Tân, Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, thì phát hiện 3 phương tiện đang khai thác cát trái phép. Tổ công tác ra hiệu lệnh và áp sát kiểm tra thì một phương tiện không chấp hành, nổ máy ghe bỏ chạy. Bị tổ tuần tra truy đuổi, các đối tượng đánh chìm phương tiện và nhảy sông bơi vào bờ bỏ trốn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời xử lý, không để phương tiện chìm rồi đưa vào bờ. Lực lượng chức năng cũng tiến hành truy xét bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ 3 chiếc ghe cùng gần 20 mét khối cát. Ngày 6 tháng 6, liên quan vụ tố cáo việc gợi ý vòi tiền cho bị can tại ngoại, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang tòa án cung cấp thụ lý. Dự kiến trong tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển sẽ đưa ra xét xử đối với bị can Lại Phương Thúy, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, về hành vi đánh bạc. Trước đó, ông Lại Tấn Tài, cha ruột của Lại Phương Thúy, tố cáo đến cơ quan chức năng về việc cán bộ ở huyện Ngọc Hiển có hành vi vòi tiền để con gái của ông được tại ngoại. Ông Tài đã cung cấp nhiều đoạn ghi âm liên quan đến vụ việc. Liên quan đến nghi vấn trên, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực của Ban Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, theo dõi chặt chẽ vụ việc, kịp thời tham mưu đề xuất thường trực tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chỉ đạo. Bí thư tỉnh ủy Cà Mau cũng chỉ đạo Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sớm xác minh làm rõ nội dung sự việc, xử lý đúng nguyên tắc quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, báo cáo kết quả về thường trực tỉnh ủy. Sáng ngày 6 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Minh Hùng, 58 tuổi, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai, và ông Phan Văn Thanh, 64 tuổi, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch trường Đại học Đồng Nai về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Điều tra còn khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với các cá nhân có liên quan, hiện đang là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của trường Đại học Đồng Nai, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Quá trình điều tra xác định các bị can nêu trên đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 6 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Kon Tum đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Kon Tum điều tra nguyên nhân những cá nhân liên quan, phạm vi ảnh hưởng của việc lộ đề thi môn ngoại ngữ, để đơn vị này trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh phương án tuyển sinh lớp 10 cho phù hợp. Trước đó, vào tối ngày 2 tháng 6, khi kết thúc môn thi ngoại ngữ, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, cơ quan này nhận được thông tin từ dư luận về việc lộ đề thi môn ngoại ngữ. Ngay sau đó, Sở Giáo dục Đào tạo Kon Tum đã làm việc với các giáo viên ra đề thi. Cô Hương, một trong số người ra đề thi, thừa nhận có một học sinh lớp 9 đang học thêm tại nhà riêng của mình đã chụp đề thi từ máy in tại nhà giáo viên. Cô Hương khẳng định không tự sao chụp đề cho học sinh. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 6 tháng 6 tại ấp Kinh 17 thuộc tuyến Kinh 17, làm ảnh hưởng nhà của 5 hộ dân, ước tổng số tiền thiệt hại gần 500 triệu đồng. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Thanh bị thiệt hại nặng nhất. Vụ sạt lở làm hư hỏng hoàn toàn 2 căn nhà tiền chế và một số đồ dùng trong gia đình ông Thanh, ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. 4 hộ còn lại bị thiệt hại nhà từ 20 đến 70%. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang đã phân công lực lượng công an, dân quân thường trực cùng với nhân dân trong ấp phụ giúp các gia đình bị ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Từ đầu mùa mưa đến nay, dọc theo tuyến kinh 17 liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất, làm hư hỏng nhiều nhà cửa và tài sản của người dân. Dữ liệu cập nhật liên tục mực nước tại các hồ chứa thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết,
6 trên 7 hồ thủy điện ở miền Bắc gần như tạm ngưng phát điện trong ngày 6 tháng 6, trong đó có cả những thủy điện lớn như Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Thác Bà và chỉ còn nhà máy thủy điện Hòa Bình còn hoạt động, xả nước phát điện. Trước đó vào ngày 5 tháng 6, các thủy điện Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang cũng không phát điện. Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, các năm gần đây có những thời điểm, cơ quan điều độ đã đề nghị tạm ngưng các tổ máy thủy điện để ưu tiên huy động nguồn của năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, năm nay tình trạng thiếu điện xảy ra là do các hồ chứa thủy điện bị suy giảm dung tích nghiêm trọng, dòng chảy thượng nguồn thiếu hụt tới 50% so với trung bình, thậm chí nhiều nơi lượng nước về hồ rất ít. Do đó, một số hồ chứa phải tạm ngưng phát điện để tranh thủ tích, dự phòng cho những thời điểm căng thẳng hơn. Một số thủy điện ở miền Trung cũng trong tình trạng tạm ngưng tương tự. Chỉ có hầu hết các thủy điện ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ còn hoạt động.